Hân hạnh giới thiệu một chương trình ca nhạc đặc biệt Sơn Ca số 10 với tiếng hát Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long. Qua những ca khúc tuyển chọn từng làm rung cảm cả một dân tộc, thấm sâu vào lòng đất nước và tạo thành danh tiếng hát Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long. Yeah.